người sang. Đúng rồi, để ý góc mặt nha em. Dễ. Em nhìn trực diện về phía trước đi. Hít thở. Hít thở. Là mình nói ra hết rồi đấy mà cũng không biết nó làm được hay không, đau tìm lắm. Mặt, tập trung. Cao lên một chút nữa. Nhìn. Cái mặt như kiểu buồn ngủ ấy, tỉnh dậy đi. Không, trả mặt về đây một chút, đừng. Ngón tươi lên. Cá tính lên. Hất mặt đi đâu đấy? Cái mặt của em rất là xấu. Vươn xuống phía trước, vươn về phía trước và nhìn mặt. Sẵn sàng chưa? Hít thở sâu. Đúng rồi. Mặt nghiêng đấy nhá. Vai đừng có bị rụt quá nhưng... Đúng rồi, nhìn về phía quả cầu như thế. Đúng, giữ nguyên. Căng bụng, căng ngực. Mặt đang hơi bị đơ đấy. Một, hai... Lãng bơ, lãng thọ. Good afternoon, welcome to Mường Thanh Luxury Songlam Hotel, Home at Chichu. Xin chào, mình tên là Nguyễn Trung Thông, hiện tại đang là nhân viên lễ tân của khách sạn Mường Thanh Luxury Songlam. Mình 23 tuổi và mình đã gia nhập với đại gia đình Mường Thanh được 14 tháng. Sở trường của mình đó là dẫn chương trình, còn sở đoản đó là các môn thể thao. Câu nói ưa thích của mình đó là đàn ông Mường Thanh không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Chúc tất cả các đội thi sẽ đạt kết quả tốt và đừng quên bình chọn cho khách sạn Mường Thanh Luxury Songlam nhé.